rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Ngọc Trinh lộ bản vẽ nhà hoành tráng khiến fan bất ngờ. Ngọc Trinh tiết lộ nội thất bên trong căn nhà triệu đô của mình khiến nhiều khán giả mắt chữ A mồm chữ O vì độ giàu sang. Mới đây ông bầu Khắc Tiệp đã vướng vào ô mào lùm xùm nợ nần, đến nỗi bị giang hồ đòi nợ và công an triệu tập. Vụ việc ô mào khiến Ngọc Trinh gà cưng của Vũ Khắc Tiệp cũng bị gọi hồn. Thế nhưng có vẻ không có gì có thể làm khó cô nàng khi liên tục trong vlog đi du lịch đây đó, đập hộp sang chảnh hay thậm chí khoe nội y trị giá 33 triệu đồng. Thừa thắng xông lên, cô nàng đã tiếp tục đãi mắt người hâm mộ bằng cách tiết lộ căn nhà xa hoa mới xây của mình trên Instagram cá nhân. Ngọc Trinh hé lộ bản vẽ hoành tráng khiến fan bất ngờ. Chỉ cần qua 3 bức ảnh nhưng cư dân mạng cũng đã nhận ra căn nhà mới của nữ hoàng nội y vô cùng hoành tráng. Dù chỉ mới là bản vẽ máy tính nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp bởi sự sang trọng của nó. Có vẻ như tông Rogon vàng hồng là màu chủ đạo yêu thích của Ngọc Trinh khi toàn bộ nội thất đều được thiết kế theo tông màu đó. Ngoài ra có thể nhìn thấy bể bơi ở ngoài dù Ngọc Trinh không giới thiệu kỹ. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với độ giàu có của nữ hoàng nội y, trong đó có cả đàn em Linh Chi. Đang hóng chị đập hộp nhà mới. Quá xinh chị ơi, xinh xẻo quá đi chị đẹp ơi. Chỉ một ngày trước cô nàng đã khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt khi khoe vòng eo 55cm, chuẩn không cần chỉnh. Hãy cùng chúc mừng Ngọc Trinh với thành quả mới nhất của năm 2020 nhé. Đông Nhi tiết lộ về cái Tết đầu tiên làm vợ, phát hiện thêm 3 cái giỏi của ông Cao Thắng khiến fan thích thú. Chia sẻ của Đông Nhi về ông Cao Thắng sau khi lên chức chồng khiến fan thích thú. Không chỉ soái ca yêu vợ, anh chàng còn tinh tế như thế này. Mới đây Đông Nhi đã có những chia sẻ trên trang cá nhân sau thời gian về làm vợ ông Cao Thắng. Nữ ca sĩ tiết lộ từ lúc kết hôn đến nay, chồng đối rượu càng ngày càng ngọt ngào khiến cô nàng thích mê. Đặc biệt Đông Nhi còn phát hiện thêm 3 cái giỏi của ông Cao Thắng và hạnh phúc chia sẻ cùng fan. Giỏi nịnh vợ, ta nói mới chiên cho mấy bữa chả giò với cánh gà nước mắm, mà ảnh tung mình tới tận mây xanh. Thôi thương quá, từ giờ đến cuối năm, 24/6 cho ăn chả giò, 357 cho ăn cánh gà chiên nước mắm. Giỏi massage, lúc live stream mình đứng chiên chả giò có chút, mà ảnh đứng cạnh bước vai khí thế, bình thường không có làm quá vậy. Giỏi chia sẻ, dù đã biết anh Thắng là người rất tình cảm và trách nhiệm, nhưng hôm qua nghe ảnh hỏi thầy Long cách để, thu vén, bày trí nhà cửa, có gì ảnh làm để Nhi đỡ cực, Nhi vẫn thấy xúc động mong chờ cái Tết đầu tiên được làm vợ. Sau khi nghe Đông Nhi tiết lộ 3 cái giỏi của chồng, fan phải công nhận cặp đôi này thật sự đang có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, viên mãn vô cùng. Luôn đồng hành trong công việc, đưa nhau đi du lịch khắp nơi, vợ chồng son Nhi Thắng khiến bao người phải ghen tị vì quá hạnh phúc. Nữ ca sĩ còn hài hước chia sẻ, hy vọng hơn nữa là luôn được cùng anh Thắng đồng hành trong một khoảnh khắc cuộc sống, dù lúc chiên chả giò hay lúc chiên cánh gà nước mắm. Tết đầu tiên làm vợ có lẽ Đông Nhi đang hào hứng, chờ đợi được làm tròn bổn phận dâu con ngày đầu năm đây mà.